À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Cho Quân Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Suemi để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì quân đội của chúng ta đã tiến quân cực nhanh, tiến sang vùng đất của Sugo. Và với tốc độ tấn công như thế này thì mình nghĩ là không mất quá nhiều thời gian để mình có thể tiêu diệt được thằng Sugo. Nhưng mà cái khó của cái chiến dịch này nó lại khó hơn các chiến dịch khác là nó bắt mình phải kiểm soát được 80 settlement. Và Ray hoặc Stack settlement là 35 cái trong khi mình mới có 4. Còn những cái nhiệm vụ này thì mình nghĩ nó đơn giản thôi. Với cân bản. Cái gì? Có 240 unit cơ. Có nghĩa mình phải thành lập thêm mấy quân đoàn nữa cả. Khoai nhỉ? Nên 180 rồi. Thôi được, mấy cái nhiệm vụ này chắc là nó đi chơi mình hay sao mà nó lại bắt người Đức. Sau cái chiến dịch này nó giống như chiến dịch chinh phục toàn châu Âu của Hitler thế nhỉ? Bắt chiếm nhiều đất thế này á? Vãi trưởng nhỉ? Thôi được, không sao cả. Chơi được hết. Bây giờ thì... mà có nên mua mấy cái xe bắn đá để mới không nhỉ? Chả cần, mình thích cái xe bắn đá nhỏ nhỏ này hơn. Rồi, tiếp tục cuộc chiến đã. Chúng ta sẽ tấn công triệt để vùng này. Cái thành này của nó thậm chí gần chẳng có quân phòng thủ. Mình sẽ giải quyết nhanh thằng này. Nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ cướp một phát đã để làm nhiệm vụ. Sau đó lại chiếm. Bởi vì nhiệm vụ nó bắt chúng ta phải vừa cướp vừa chiếm này. Nên là hơi khó. Cướp vừa chiếm. Vùng này thì toàn là văn hóa của bọn dợ thôi. Mình thì kiểm soát rất nhiều lãnh thổ của nó rồi. Quân đoàn này vừa tấn công xong rồi. Bây giờ lực lượng của chúng ta mạnh nhất là có quân đoàn này. Nếu như thế này thì mình tấn công vào đâu bây giờ nhỉ? Được đó. Lực lượng của chúng ta phía bên này là cực mạnh. Tuyệt quân sẽ thần tốc luôn. Không vấn đề gì cả. Có điều là cái khu vực Tây Ban Nha thì mình chưa biết nên đứng về phe của thằng nào. Thằng này thì nó... Hiện tại nó đang là đồng minh, liên minh phòng thủ của mình. Thằng này thì nó đang là giao thương với mình. Khỉ gió với thằng này. Vùng này của ai? À, như vậy thì mình cũng có thể kiểm soát được. Thôi được, để xem tình hình thế nào đã. Thanh niên này chiến tranh với mấy thằng? Nó chiến tranh với thằng này à? Đập luôn. Đội quân thần tốc của chúng ta tiến sang cực nhanh luôn. Sợ gì? Ôi, nhưng mà xem tình hình ngoại giao xem có gì không đã chết nhỉ? Chính trị ngoại giao này. Ổn, không vấn đề gì. Các phe phái vẫn tương đối ổn. Ngoại giao thì con này nó chiến tranh với bọn Hy Lạp. Cay. Mình khôi phục nó lên xong nó lại chiến tranh với cá cái bọn Hy Lạp. Ai Cập thì quá mạnh rồi nhưng mà tao bị thằng nào nó đánh đây. Vùng này chắc là vùng đất hoang rồi. Thế hiện thì vùng bên dưới này nếu không nhầm thì khả năng là thằng Pacha. Pacha. Một thế lực mới nổi của phương Đông. Nó kệ thôi, mấy cái thằng Trung Đông đấy thì chúng nó muốn làm trò gì thì làm. Vấn đề đấy nó không quan trọng với mình. Kinh tế của mình bây giờ thì cũng khá rồi đấy, nhưng mà để mình phát triển nhà cửa lên một chút xíu đã.
quân đoàn này xuống đây để mua thêm ít cung thủ đó. Đây là một quân đoàn của phe đối lập. What? Không mua được à? Chắc thằng nào nó vừa cắn mất rồi. Đây rồi, quân đoàn này sẽ được sang để mua quân. Hết tiền, hết tiền. Làm gì mà hết được mức độ up cái này tốn thế cả? 900 một lượt cả. Có vãi, đắt, vãi trưởng nhỉ. There is much glory to be found on the field of battle by the moon. Join us. Từ từ đi em ơi. Để anh có quân đã. Khu vực này chưa có quân. Bây giờ mình lôi anh vào mấy cái cuộc chiến đấy thì anh không có quân. Chúng ta phải có tất cả 240 đơn vị quân kinh nhỉ? Và 80 thành. Phải kiểm soát 80 thành trong khi mình mới kiểm soát được có 40. Oh shit. Bọn này nó cứ đánh nhau. I respectfully ask for an attack on the. Từ từ từ, trong phi thì cứ từ từ. Cái gì đấy? À mấy thằng quân nổi dậy nó đến nó đánh. Bọn này đánh làm sao được? Tốc độ vào nghiên cứu mà nhánh quân sự hay dân sự nhỉ? Mày đang nghiên cứu nhánh dân sự hay sao chứ? Mà 400% tốc độ nghiên cứu khoa học. Nhanh vãi. Ai à? Thanh niên này hổ báo nhỉ? Tái chiếm được cả vùng lãnh thổ này cả. Thằng này nó lại vác quân sang đánh cho bây giờ. Về lý thuyết thì mình vẫn đang chơi với cả ba thằng này. Thằng này thì không, bởi vì nó chiến tranh. Ba thằng này thực ra nếu mà chiếm thì mình chiếm được thôi, nhưng mà chả thích chiếm, kệ cho nó có một cái việc gì đó để làm ở đây. Đông quân ghê nhỉ? Đánh! Thằng này nó chiến tranh với thằng này. Mà thằng này thì có vẻ nó hợp với mấy thằng ở Greetings, Trung Đông honored guest. I serve as my people's ears and tongue, listening and speaking as will please. Chịu à? Perhaps, and I ask with all due respect for your august self. Mày bướng với anh à? Bướng với đại tướng à? Cứ để quân đoàn của nữ tướng thì tấn công phát à? Anh à, đoàn Warstrom đấy. Warstrom thì anh cũng đập. Một thằng màu đỏ à? Giống Rome thế. Ôi nó lấy nhiều Warstrom lắm. Nó có mấy thằng quỷ đá thì à, còn lính phò thủ làng của nó chứ. Mình chưa tính đến rồi. Lính thủ làng của nó đông đấy, không đủ được. Đội cung của chúng ta cũng là đội cung của nữ, hơi yếu một tí nhưng mà mình đã nói là cái quân đoàn này mình sẽ thuần lính Đức. Mặc dù mình có thể thành lập các quân đoàn mạnh hơn nhưng mà đây là quân đoàn thuần lính Đức. Chúng ta sẽ có một trận công thành. Ôi ôi, lại còn có cái hồ nước ở đây. Bạn xem nào. Tấn công từ hướng nào vào. Vãi trưởng. Đây rồi, hướng này vẫn cứ là hướng chủ đạo thôi. Tấn công từ hướng này vào nó chỉ có mỗi một cái eo nhỏ này. Nhưng mà đấy, sao có cái tháp canh trên tận trên đồi cao này. Thế thì cái tháp canh này thì nó không bắn được xuống dưới đâu. Tấn công từ đây vào thì khả năng mình đi tiến từ từ thôi thì mình sẽ chống được cung tên nó.
Xe bắn đá phải đặt ở đâu cho nó có thể bắn lan tốt nhất nhỉ? Xem nào. Bắn vào đây, bắn vào đây. Đặt đây. Tất cả các đội quân của chúng ta khi học cái skill cái hình con mắt ở ở phần skill của quân đoàn ấy, các bạn sẽ hiện được cái skill này lên, đó là Frenzy. Cho phép chúng ta tấn công theo kiểu Frenzy. Leo thang thì phải là Son of Gordon, đứa con của thần chiến tranh. Đây là đội cận vệ của nữ tướng. Quân Đức nó có một cái điểm mạnh, đó là nó có khả năng ẩn nấp khá tốt. Nhưng mà vào tay mình thì quân nào cũng thành quân thiện chiến hết, chẳng có việc gì phải ẩn chẳng nấp hết. Sao là tầm bắn của chúng nó đến đâu? Thoải mái đi anh em, đâu tiến lên. Noble Rider. Bọn này nó, ấy rồi, Trevenant của nó rất cao. Như này mà nó sốc sau lưng thì rất mạnh đấy. Nếu mà nó chuyển sang cái đội hình kim cương này nữa này, thì đội hình này sốc này nữa thì nó rất là mạnh đấy. Bọn này tuy tấn công nó không mạnh như bọn ngựa của Italia nhưng sốc rất mạnh. Đây này, chỉ số nó kinh như này cơ mà, 90 là cực cao đấy các bạn. Nó là bộ kỵ binh cận chiến nhưng kỹ năng đấy của nó cũng chả khác thì sốc kỵ. Ôi giời, xe bắn đá thổi bay cả một thằng đi cả. Vãi nhỉ. Rồi, bắn tiếp cái này cho anh. Thực ra công thành thì nên như đội chọn những cái đội mà nó có tầm bắn xa hơn. Có thằng spy trong quân đoàn thì nó sẽ boost 181% 181 về cái gì nhỉ, cái tầm bắn của cung thủ. Tuy nhiên là nó boost cho cận chiến thì thấp hơn. Ủa rồi, Trapponers 108. Lính bộ binh có lẽ đây là đơn vị lính bộ binh có chỉ số đột kích cao nhất game này luôn đấy nhỉ. Tấn công cận chiến 123 cơ à. Ủa, vãi trưởng. Nhưng mà giáp rước thì và phòng thủ vật lý rất thấp. Điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta có chỉ... mình nhóm nhầm rồi. Mình nhóm nhầm quân rồi. Phải như này mới đúng chứ. Nữ của chúng ta. Ấy giời ơi. The enemy's tower has been destroyed. Rồi, bình tĩnh đi anh em, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhìn cái cờ này loáng thoáng cứ tưởng Rome. Strong nó à. Warriors of Germania, they will bleed for us. Take their hands. Không được rồi. Chỉ có thể hai cái thang leo thôi. Nó chết. We serve Germania. Germania. Xe bắn đá dừng bắn đi, không kẹo sập mất cái tường thành nhật tiếp trèo. Rồi, mấy thằng Warstorm này ghê lắm đấy. Vừa rồi
về kỹ năng tấn công của nó thì mạnh hơn quân Đức ấy, khả năng chỉ có phòng thủ cận chiến của nó thấp hơn thôi. Tất cả chúng ta đều có khả năng tấn công Frenzy. Swords, battle ready, battle ready and eager. Sons of Walden. Son of Gordon. Son of Gordon, đứa con của thần chiến tranh. Kìa, chúng nó không có cung thủ kìa. Vào thôi anh em. Sword Masters. Ăn luôn. Scrappers ready. We'll kill them all. Battle ready and eager. Đội cung của nó là đằng sau kìa. Bắn bọn này cho anh. Ui dồi ôi. Không đùa được, quân nó mạnh lắm đấy. Quái gì, các nữ chiến binh của mình sắp xoắn. Ủa. Nó toàn Watchstorm đấy. Đùa được. Ra đây rồi. Xem bắn đá đâu, lão đây. Ây da, công mình gớm nhỉ. Leo thang vào đi các em. Rồi, tấn công. What Storm nó này. Soul Master, What Storm nó này, tấn công đi. Ready for battle. Yes. Kill, kill, kill! We hunger for blood and battle! Rồi, pháo đâu, bắn tận đằng xa này cho anh. Kiểu bắn chết mình. Cùng bắn vào đây. Các vũ chiến binh của chúng ta lên tường hết chưa nhỉ? Chưa lên hết. Chúng ta chuyến này nhiều lắm. Thang bên này thì chúng nó không chịu trèo. Một mình thiên nhiên này cất cả đám này cơ. Bắn ra đây. Đây còn đá đâu. Lã bọn thủ thủ nó. Đấy rồi, các nữ chiến binh đã vào đây rồi. Mổ. Úi xổ, chém ngang mạng sườn. Không phát nào bổ giữa đầu chả. Nó pha bổ giữa đầu. Đấy thích. Đây rồi. Xem con gái đánh nhau nó cũng có cái độ gì đó hay hay. Rồi dừng tay. Tiến vào đây em ơi. Đây bắn đá dừng tay. Tiến vào. Ủa một mình thằng này đứng ở bên này thủ à. Vãi nhờ. Đây rồi. Tiến vào đây các em ơi. Chém chết bọn này cho anh. Kill. À đây rồi, tiếng thét xung trận đây rồi. Búp cái tiếng thét xung trận đây nè. Còn cái này nó gọi là say máu à. Để nó tăng đam cho vũ khí này. Thôi là từ. Đấy, cung thủ nó lại bắn tiếp rồi. Bắn.
bắn tên vào này thì mình thấm đòn lắm. Không kìa, bọn này leo tường vào à? Đứng ngoài này, đứng ngoài này, đứng ngoài này. Ôi nó cố gắng chiếm được cái cổng thành đi, không là bị chết đấy. Ôi, bọn này nó chém kinh quá nhở. Xem cái lũ cầm dìu chém nhau. Ông kìa, ông kìa, cầm dìu kìa. Úi, 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 đề. Úi dồi. Ai ồ. À đây nó là chỉ huy nó mới cầm kiếm chứ nhở. Nó bị này cầm dìu cơ mà. Ây à. Mày chết, mày chết. Trời ơi, đùa với chị à. Đây rồi, quân mình tràn lên đông lắm. Xuất phong. Bình tĩnh, bắn vào bọn đằng sau này này. Thủ bắn vào đằng sau này. Chưa chiếm được toàn bộ cổng thành. Hai thằng này đâu rồi? Thương mạng lất, đánh đây á, chiếm cổng thành á. Cuối cùng của mình chưa vào được, đâu. Từ đó, cùng đến đây đi, đây bắn đá rừng. Cái quái nào nhỉ? Tuyệt lốt bọn này đi. Chiếm được cổng thành. Không sợ, có đội vác dù, ui, đội vác dù to rồi, nó chém đau thế nhở, mà chưa thấy chết mấy đâu. Tướng quân chúng ta, đây rồi. Tướng quân đứng đây. Tướng quân ơi, tiếng thét xung trận lên. Ôi, đơn vị này bị thương nặng thế. Mấy đơn vị nữ nó vẫn khỏe lắm nhá. Mấy đơn vị nữ này chém vẫn rất nhiệt tình. Kill, kill, kill. Cung ngồi nhanh vào đây không chết đấy. Mấy thằng Watchstorm nó lì thế nhở? Chém luôn chỗ này. Mấy em này giải quyết nhanh thằng này thôi. Vác dìu xông vào. Bổ chết cho nó cho anh. Đi hết xung trận. Rồi, tiếng thét xung trận. Kinh quá trời. Đấy, lì thật. Uầy, nó còn có mấy thằng, 20 thằng mà nó vẫn đánh à? Chém luôn cho anh. Không phải nghĩ. Nào. Các chị em đâu ạ? Xuống vào. Nhanh để chiếm cái cổng thắt để cho quân nó vào cái đấy. Ồ, à, lì vãi nhở. Còn 10 thằng vẫn đánh. What's wrong một khác. What's wrong. Xong rồi. Vào, ăn luôn. Bắn vào đây cho anh, nhanh. Chết của mình. Chủ yếu mình bị thương là do bọn cung thủ nó bắn mà. Chứ còn lính cận chiến của nó thì không có vấn đề. Rồi, xuống đây. We have captured the gates. Battle! Cần phải lập địa hình luôn. Kill, kill, kill.
khí thép trong trận lên phát à. Bắn thằng này nhanh, chết của mình. Cung thủ mình vẫn đang trèo vào à? Ôi, cái này để gây rồi. Mất nhiều thời gian lắm. Sao mấy em rắc gì em chơi mũi nhiệt tình như này cơ mà. Ôi, chỗ này nguyên con gái đánh rồi. Ui dồi, ui dồi, nữ quân, nữ chiến binh. Ui dồi, bác gì mà mổ. Ui dồi, ui dồi. Toàn con gái đánh nhau này, chết 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 chết. Bọn cung này lâu vào thế. Xong chưa? They will bleed for us. Sao mình thấy cái đội nữ này nó vẻ còn chất hơn cả đội nam ấy nhỉ? Binh đoàn xông vào. Tấn công ngay. Ôi, nó bạn lén quẩy đá kinh quá. Kỵ binh của mình áp sát rồi. Ui dồi ôi, tràn lên. Sợ mẹ gì chúng ta. Tràn lên, ui dồi ôi. Phòng tuyến cuối cùng, ai già. Tiếng hét xung trận đâu rồi. Mỗi lần nó hét lên như này là giảm sĩ khí của quân địch xuống đấy. Mổ chết cho nó cho anh. Kỵ binh cố gắng vòng ra đây không nhỉ? Vòng ra đây. Rồi, cố gắng lên. Đây. Xong rồi. Mày bắn tên đi. Còn nguyên cận chiến thì chúng mày ăn đủ với anh luôn. Đấy là mình còn chưa dùng mấy cái skill này đấy. Mấy skill này bật lên thì nguy hiểm lắm. Nó sẽ rơi vào trạng thái say máu và nó đánh sinh đó. Rồi đội kỵ binh của mình giải quyết đốt đám cung thủ đó. Đi đây. What's wrong mà. Why? Đội quân của các nữ chiến binh. Quả này cho nguyên các nữ chiến binh chạy lên như con này. Nó bổ nhau này. Úi dồi. Úi dồi. Ai hiểu nó đạp cho phát. Úi dồi. Chém mấy thằng Watson cho anh. Đúng rồi. Đứng đây. Ai giả. Vào.
Úi dồi. Xem là bút cái này lên như nào. U 128 cho ra bonus 142. Mạnh hơn cả kỵ binh à. Úi dồi ôi. Con gái gì mà vật ngửa thằng đâu đằng sau thế. Ôi bé thế nhở. Nhỏ hơn thằng này nhiều quá. Đeo vòng ở tay nữa cơ, vãi cả trưởng. Anh giời, em này là gì một tay, con gái của phương Bắc. Đây là con gái của phương Bắc. Úi dồi. Chiêu gì đây? Ôi, em này đánh lì với thằng này thế nhỉ? Úi dồi. Ai hả? Cần nhau lắm. Tướng đâu rồi? Tướng vào đây để bút tinh thần này. Đơn giản. Đơn giản. Chính là Watchstorm ha. Nó cũng lì lắm. Rồi bút tinh thần suy nghĩ. Chính là suy nghĩ của địch tướng. Ok ạ. Đứng đây ngắm cảnh à? Thảo nào cứ để thấy nó bắn tung tung ở đâu. Được cái binh rồi. Xử đẹp mấy thằng này cho anh. Diệt chúng nó. Is dead. Đúng rồi, đội vác dìu hai tay rồi. Kinh thật. Ai dạ ơi, cái đội vác dìu hai tay kia nó chém dã man thật đấy. Mày chết. Cướp phát đã. Nhiệm vụ cũng phải cướp một phát xong rồi mình đánh tiếp. Nó bắt buộc phải chiếm, phải cướp. Chúng mình đâu có muốn cướp đâu. Cũng được. Kinh thật. Bọn con gái đánh nhau kinh quá. Hơi giò. Đủ cả. Đủ tầm di chuyển đến cả. Kinh nhỉ. Nó có quân quá đâu. Mày chết. Trận nào khó, khó tí đánh nó mới phê. Ready for orders.
cây ruộng đã không kiểu hết lương thực thì lại vỡ mồm. Cuộc tấn công thần tốc của chúng ta, phá mấy cái này đi, cái căn bản thì mình cũng không cần. Xây nhà thờ tốt hơn, bởi vì tất nhiên là mấy cái này nó cũng chuyển sang công trình này, nó cũng tăng public order và tăng tiền, nhưng mà mình cần nhà thờ hơn để nó còn cải tạo văn hóa nữa. Vấn đề nó là như vậy. Bọn nổi dậy chết sạch luôn. Căn cứ ở phía trên này chưa tiến nhanh được. Ô, nó có thể di chuyển và tấn công được cả vào cái thành ở đây rồi cơ à. Thôi cái thành trên đấy thì cứ để quân đoàn của cái này nó đánh được. Không kẻo lại. Chúng ta đang duy trì một lực lượng quân sự cực kỳ hùng hậu như này thì tấn công rất nhanh. Mình sẽ đánh ra đây. Xem nào. Mới rơi sách được 6, còn 29 thành nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời ơi, đập hết 8 là 7 8, 9, 10. Ôi không đủ rồi. Làm nào rồi nhỉ? Lại phải đánh sang cả Trung Đông nữa à? Vãi cả trưởng ấy. Hay sang Trung Đông đánh nhau với mấy đồng minh quân sự kia của mình, tham chiến đánh lại mấy thằng Trung Đông nhỉ? Không hay đấy. Chả mấy khi được vác dìu sang Trung Đông đánh nhau. Thành ra cái nhiệm vụ này nó bắt mình lại phải đi sang Trung Đông rồi. Greetings, friend. Same blood, I've called for good ale to ease your throat and ha, ripe women. À được, chúng ta có thể thống nhất các tộc Đức được. There's a good pork roasting for you, and better ale and mead set aside. Mình nghĩ là được. First we talk. Đấy, dùng cái same blood này để chúng ta thống nhất các bộ tộc Đức. Thống nhất các bộ tộc người Đức. Có lẽ là lên thống nhất lại thôi. Dù sao chúng ta đều là anh em mà. Phe này nó có vẻ ít được đánh nhau nhưng mà trung thành của nó không được cao lắm nhỉ. Cứ dùng tiền mà tăng làm trung thành là cách hay nhất. Mấy thằng này còn đang bận chiến tranh với nhau, kệ nó. Thêm một quân đoàn nữa chuẩn bị được thành lập ở đây. Quân đoàn này thì chờ mua quân cho đi đánh nhau tiếp. Lằng nhằng mình lại giải quyết luôn cái khu vực ban căng bây giờ ấy. Đang thiếu cái chỉ số đấy. Ô, ai già, thằng này nó mạnh ghê nhỉ. Thằng này chỉ có một cái làng nhỏ ở đây thôi. I am honored to greet such an ambassador of such. You speak well. Thằng này. Greetings, honored guest. Điều ngoại giao của mình đang bị trừ rất là mạnh nên là. Ai già, thôi được kệ chúng nó. Nó cũng chưa đánh mình được đâu. Hope Lite của Acilia đẹp.
quá lượt đó chứ nhỉ. À xem còn cái công trình nào xây được không thì xây. Nâng được thì lăng. Về căn bản thì mình cũng đang xây hầu hết rồi. Xây cái nhà thờ lên sắc cờ. Rồi. Hầu hết là mình cũng xây rồi. Qua lượt phát đã. Xem tình hình thế giới nó thế nào. Quả chị gái idol đánh trận kinh quá. Đấy là mình dùng cái đội cung thủ cùi ấy, nữ cung thủ ấy, nhưng mà nó vóc dáng nhỏ bé hơn rất nhiều. Can you not attack these folk? Your bravery in this would surely be. No. I beg you. Consider the glory lost forever if your troops stand aside in this war. Một cái liên minh ở đây à? Từ từ nhá. Để tớ chiến sang được cái khu vực này đã. Chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ thứ hai. Raystack 5 Settlement. Chúng ta được cộng 13.000. Ái chà. Duy trì tổng cộng 17 units. Một cái sự ô uế gì đây? Một thành viên trong gia tộc của chúng ta đã ăn phai phân với một cô gái với đây là một người forward và gọi cho không phải người vợ của anh ta. Ai trời. Tóm lại là đi tòm tem chứ cái gì đâu. Mấy thằng này láo thế nhỉ. Thiếu thì gái chơi mà cứ phải đi đụng vào mấy cái thằng chỗ có chủ thế làm gì nhỉ. Mấy thanh niên này chán ghê. Nó chưa có kỵ binh. Nó để từ sau mua mấy thằng này là Watchstorm đấy. Nhiều mỗi Mushroom. Trung thành ở mức cao, không phải xoắn. Cái này nó hơi yếu này. Cái này cho nó đi làm ngoại giao tí nhỉ. Làm ngoại giao với các tộc Đức này. Đấy, tao điểm ngay có gì đâu mà chuyện nhỏ như con thỏ. Dù sao thì mình cũng đang chơi mấy tộc Đức. Tao cái điểm ngoại giao thì tí nữa join confession chúng nó cho nhanh. Ở đâu rồi? Đây, 800 điểm ngoại giao cơ mà. Queen, nữ hoàng. Hai thằng này tính gì? Định đánh nhau với anh ở Warstorm à? Tuổi tin mà dám đánh quân đoàn này. Đánh tới cơ. Chất thế. Xây cái này đi. Những cái vùng này, à không, vùng này nó có 3 thằng thì không cần phải xây điện thờ. Hai vùng kia xây điện thờ là được rồi. Xây cái nhà lính thì à, mình xây cái công trình nhà lính kia để nó có công trình phòng thủ ở đây được. Nhà lính tóc tiền. Được đấy nhá, tập trung vào phát triển xem nữa. Kinh tế của mình rất mạnh.
Toàn cái này nó trừ public order kinh lắm. À, cái này cộng thêm một public order nữa này. Trừ 8. Cân nhắc xem đã. Từ từ. Cân nhắc xem đã. Nó âm thì lại méo mặt. Ôi dồi ôi. Hai cái. Một cái này. Một cái này. Cái nhà thờ. Dù có hai cái thì lên xây cả hai cái nhà thờ đi. Nhưng mà văn hóa của mình cao mà nhỉ. Hóa mình cũng cao, cần gì xây lắm nhà thờ thế. Thôi kệ, cho nó nhanh. Cái vùng này nó toàn mỏ vàng thôi. Chọn cái công trình nào nó tăng công nghiệp này. Đây này. Cái này là tăng về thu nhập từ công nghiệp này. Bởi vì vùng này nó toàn mỏ vàng với mỏ sắt. Lại đỡ tốn lương thực nữa chứ. Ủa, có quân ở đây à? Quân đoàn này chưa hồi phục hoàn toàn. Quánh hết. Đây là đội quân của nữ tướng rồi. Ai nó chọn ra ngoài đồng bằng? Ôi, nó có đội kỵ binh mạnh thế nhỉ? Nó có những đội kỵ binh mạnh lắm. Sương mù à? Chọn cái thời tiết nào khả dĩ hơn một chút xíu đánh nhau thôi. Đây. Nhưng mà nó nhiều kỵ binh thì chắc là mình phải từ đã xem nào. Tướng của nó là tướng bộ binh. Nó có đội ngựa này. Noob Rider. Ủa, đây là bọn ngựa gì đây? Lính đánh thuê à? À không, mình chính quy đấy chứ. Sao giống ngựa của Đức thế? Cái khiên này giống khiên của Đức mà. Ủa giời, muốn là quân gì thì cũng đập hết. Battle group awaiting your word. Đội này của mình lại bị hơi bị thương một chút. Không sao. Hai đội nữ chiến binh. Warriors eager for blood. Đội rìu này cứ từ từ. Battle group awaiting your word. Kỵ binh của mình rất mạnh về Chagamanus. Grouped and ready. Nó là kỵ binh cận chiến nhưng mà chỉ số tấn công cũng được mà Chagamanus của nó cũng cực cao. Nếu trường hợp là sốc từ đằng sau lưng là quân mình cũng có lợi thế đấy. Nó có nhiều đơn vị lính đánh xa không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 đơn vị cũng thuộc dạng là nhiều. Mấy con ngựa nó đâu à? Cho nó chạy nhanh xíu xem nào. Bắn mấy con ngựa nó trước. À, chúng ta có lợi thế ở trên sườn đồi à? Một lợi thế không nhỏ, mình chọn địa hình tốt thật. Đúng là hướng đẹp đấy. Không để ý đâu nhưng mà vô tình rất đẹp khi chúng ta ở trên sườn đồi. Cho tất cả trận chiến thì các bạn cứ được bên phòng thủ và được bố trí ở trên cao thì đều rất lợi thế các bạn. Nói
chung thì được. Đến xa của nó. Ây da, xe bắn đá nó bắn thấm đòn. Cung của mình không mạnh lắm. Mấy con ngựa nó đâu rồi? Mấy đơn vị đánh xa này của nó nát hết rồi. Bắn đây đi. Bắn mấy con ngựa này. Tiếng tù và xung trận rồi. Chúng nó đang xông lên đấy. Đội cung thủ Đức. Đây là nữ cung thủ của Đức. Đây nó là cái gì nhỉ? Crimson Bow Woman. Rồi là đội thằng thì cầm kiếm, thằng thì cầm rìu này. Ra nó cầm rìu chỉ có chỉ huy cầm kiếm chứ nhỉ? Cũng có đứa cầm kiếm. Tóc mím nữa cơ, vãi cả trưởng. Ôi từ từ đánh nhau đấy. Ski Mister bắn bọn Ski Mister chết chơi. Ba thằng này thì xong rồi. We are the Dark Forest. Take aim. Noble Riders. Ok, mấy thằng Spy kia nó định lao lên đây à? We hunger for blood and battle. Kinh nhỉ? Ăn anh à? Orders. Warriors, move out. Liều. Ái già. Quen gì nữa. Kể cả lính speed ra cũng xúc. Ôi trời, là bốn đất 115. Thế thì khác quái thì xúc kỵ Catapark đó. Chém cho anh. Một trong các đơn vị đã sử dụng tất cả ammunition. Kill, kill, kill. Nó dám tấn công lực lượng mình này. Cung của mình nhỏ. Pháo là bắn tướng. Nó ra bắn. Nó ra bắn tướng của mình. Rồi, đội binh rồi. Ra đây. Tướng của mình thằng nào dám tấn công ấy. Tiếng thét xung trận lên cho anh. Ballista. Đây, chém luôn. Noble Riders. One of our units has used all its ammunition. Compressor. Bắn luôn. Được rồi. Đi. Đánh nhau với lữ chiến binh của anh. Mày nghĩ mày hổ báo thế cả. Chém chết nó cho anh. Dư rồi, chém. Đây này. Vác rìu bổ chứ. Úi dồi ôi. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Ngựa cũng chết. Ok kìa. Tướng của nó còn này. Đã tướng của nó kìa.
Rồi, xông lên, ăn tướng nó luôn. Ui dồi. Kìa, nó còn đơn vị quân nào đâu ấy. Chỗ này mấy thằng kỵ binh à? Nó tấn công tướng của mình. Đó, ra tấn công tướng của mình. Loop Horse. Đó, mấy thằng xe bắn đá lại đây. Loop Horse. Mày dám tấn công anh chị à? Nữ tướng của mình. Ôi trời. Ây à, ây à. Ây à. Ây à. Noob Horse mạnh lắm đấy, không đùa đâu. Rồi, đội cận vệ đâu rồi, về đây trợ giúp. Giải quyết nhanh cho nó. Đội cận vệ đâu, bảo vệ tướng. Chứ nhở, nó còn có mấy con ngựa này mà nó đánh gì đấy. Mày lì này, 164 người chết thôi. Trận đánh này được đấy. Tiếc là chúng ta chỉ có thể thành lập được một quân đoàn có các đơn vị lính. Lính nữ thôi, không thể thành lập được hơn nhiều hơn. Sao cái này không lên được? Chúng ta có thể tăng số lượng quân đoàn lên 12. Tốt rồi. Xây nhà thờ cho nó chắc. Nhà lính lắm quá làm cái gì. Cũng được. Cho nó hỗ trợ đây để nó gia tăng public thì được. Dù mày dù sao cái chị An nó hơi thấp. Nên cho quân đoàn của nhà vua hay là nữ tướng đánh tiếp nhỉ. Thành của các phe chắc là cũng khá rồi. Tiếng thét xung trận. Vùng này chưa trị an được. Cần rất nhiều thời gian. Vùng này cũng vậy. Cho thanh niên này đánh cái thành này phát. Thanh niên này chưa có cung thủ. Clayton Archer vẫn là cung cùi à? Cùi anh cũng đánh. Lý thuyết thì dễ đấy, nhưng mà những trận công thành thành to như này thì không đơn giản đâu. Những thành to thì nó vẫn có xe bắn đá các kiểu đông quân lắm. Đấy. Trời nắng giáo.
đánh từ đâu vào bây giờ mới là vấn đề đấy. Cái thanh này quái thai quá nhở. Hướng này vào à? Hướng này vào thì nó cũng khá là rộng. Hướng này vào hơi quái thai. Tiến vào từ hướng này, duy nhất một cái tháp canh, có một con đường mòn đi lên đây. Lên đây. Chưa biết đánh hướng nào vào. Đánh từ hướng này vào thì ôi chà. Hướng này vào có 3 cái tháp canh tất cả. Đôi khi mình thử đổi kiểu đi tí nhỉ, đánh từ cái góc hẻm này xem nào. Không đi qua cổng chính, chúng ta đi qua cổng phụ và bắn nào. Mấy thằng này sao nó cứ cho ưu tiên xe leo tường là thế quái nào nhỉ? Mấy thằng này làm sao mà leo tường được không? Số lượng ít, có 4 thằng, có một nửa. Leo tường phải là mấy thằng Watchstorm này. Đội cung này thì tầm bắn có 151 rồi. Hình như nó chưa được búp nhiều. Battle group ready. Group and ready. Warriors of Germania. Group and ready. Đầu tiên là cho nó phá tháp canh đấy. Tầm bắn của chúng nó tới đâu? Đến đây à? Lên đây cho anh đã. Đội cung thủ lên đây luôn. Trời ơi. Mấy anh dợ này vãi chửa quá. Chết luôn đám quân đằng sau. Về chủ yếu phá tháp canh là phụ, nhưng mà mình chủ yếu mình bắn quân địch là chính. Ô, từ nãy giờ chưa trúng được phát pháo nào à? Mình đặt pháo ở sau rừng này bắn kém rồi. Cũng chả hẳn, nhiều lúc bắn cầu vồng vẫn trúng mà. Chúng phát đào luôn này. Không vãi trưởng nhỉ. Hay quá, không còn mình bắn được mà. Swordmasters. 12%. 25. Toàn chết bọn đằng sau à? Ôi ơi. Mình ném lao ở đó, đứng trên tường, lính ở đứng trên tường chết lưa diện. Bọn này có bắn tên lửa không nhỉ? Có. Cần thì có thể bổ sung vào đây. 50% rồi. Dù sao nó chỉ có một cái tháp canh thôi mà. Đâu phải vội. 63 rồi. Rồi, hạ bút lính đánh xa ở nó đã. Đúng rồi. The enemy's tower has been destroyed. Tạm dừng. Swordmasters. Cut them.
Melee fighters ready! Sword masters! They will bleed for us! Die. Longbow hunters! For the old father! Melee fighters ready! Cung thủ diệt hết bọn tầm xa rồi đấy. Ấy giờ ném lao mình. Longbow hunters. Đốt xe thang của mình kìa. Berserkers. Berserker lên đây. Chuẩn bị. Bắn luôn. Our hidden units have been discovered. Leo thang vào. Ai ơi nó lên phi luôn. Áp hết nhỉ. Chúng ta có cung tên điểm trợ nó cũng là lợi thế rồi. Ăn vào, ăn luôn. Đây rồi. Lên luôn, anh em lên luôn. Berserker. Sword masters, bringers of death. Lên luôn. Đùa với anh à? Đây rồi. Có đội cung ở đây này. Ta đứng ở trong góc này nhỉ. Ta nó lại đứng ở tận trong góc này. Vào, ăn luôn anh em. Đâu này. Ăn luôn. Longbow như này. Sổn. One of our units has gone berserk. À điên cuồng chém giết à, tốt. Rồi tràn vào. Đây này, đội. Bắn một đạn cho anh. Lá tên vào con mình đấy. Kill. Berserker. Kill. Ủa, quân của mình vẫn đang leo vào à? Chưa hết à? Rồi xong. Missile warriors. Attack for Germania. À mà mình tiến vào từ hướng này thì mình sẽ không có kỵ binh rồi. Mày dám lém anh này. Nó còn một đội lém nào ở đây nữa. Rất nhiều luôn. Hết đã. Đây bắn bọn này cho anh. Ôi mấy thanh niên này chắc là bị ném lao bắn chết chứ còn bình thường thằng nào đánh được nó đâu. Rồi từ đến đây đi. Chết thì tỏi. Mày bắn tên rồi. Con này bị lấn lao à?
chỉ có ném lao nó mới chết này thôi. Đánh nhau bọn này thì làm sao đủ tuổi đánh nhau nữa. Swordmaster Longbow, bắn vào đây cho anh. Kỳ thật à, mấy thằng này có bị làm sao đâu. Chính xác là bị ném lao chết rồi. Ski Mister ném đau lắm. Tiếp tục. So Master. Tremble before us. Chúng mày còn nắm quân thế cả. Hết chưa? Nó có một cái đạo trên này à, xe bắn đá thôi. Úi dồi. Chỉ huy của nó đây rồi. Dừng. Ý bắn nhầm. Chạy khỏe nhỉ. Sao còn đạo tướng ở trong thành nhỉ. Thì binh không làm gì được. Thủ phủ này chắc còn một đơn vị quân nữa. Chắc thế. Đây rồi. Còn quân mà. Trong này phải còn thằng nữa chứ nhỉ? Swords! Get running! Đây, thủ phủ của nó đây. À, chỗ này nó còn có tường thành một lớp nữa này. Như thế này là nó có thể đặt đội quân phủ đây nó bắn này. Ôi già. Xung trận truy mô rao của kẻ thù ở gần. Ôi à, vật cả thằng này trên ngựa xuống à. Úi dồi. Ai già, lớn lên. Có cái quái nào đánh gì thế nhở? Ai già.
Thôi thôi, mấy thanh niên này rút ra kẻo mất. Còn có 7 thằng này. Ôi. Berserker. One of our units has used all its ammunition. Kinh nhỉ, những con ngựa này lì thế. The enemy general is dead. Chết rồi. Chết rồi mà nó vẫn chưa chạy à? Hay nhở, kinh nhở, kỵ binh đánh mà lì thế. Ồ, mấy con ngựa lì thế nhở, nó ăn khúc lắc à, nó cũng lì thế. Rồi. Thuốc lắc vào hay sao mà nó lì thế. Quân đoàn này quân đoàn mới thành lập. Finish my wine. We take this settlement for the tribe. Cướp xong lại phải chiếm. Thế mới đau đầu. Ơ, mất bố cái đội berserker rồi. Đánh auto thì tào lao thật. Berserker. Ủa, tiến quân nhanh quá nhỉ. Tiến quân hơi bị nhanh. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.